Là ngon ăn mà không ngon ăn anh em ạ. Hôm vừa rồi em có xử lý lại, không phải xử lý mà có một số bác hỏi em và cũng là mang xe ra cửa hàng đấy, hỏi bảo là nhà anh có đầy đủ các cái hóa chất tẩy rửa, anh về anh muốn anh tự rửa cái phong máy này. Thì em cũng chia sẻ rất rõ ràng thôi, rửa xe thì cái khoang máy này thì vệ sinh khoang máy này thì nói chung biết làm thì rất là đơn giản và biết làm nó sẽ rất là đảm bảo. Nhưng mà nói thật là làm xong thì mấy hôm sau thì bác quay lại bác phản hồi là làm xong bị đi xe nó bị giật đấy, và cũng xịt tiếp các thứ này, che cổ hút này, làm xong cũng xịt tất cả các giắc điện này đấy, cũng che hộp đen này và mô bin thì cũng xịt rồi này đó, nhưng mà vẫn bị. Nói thật với anh em là nếu như anh em biết làm đúng đủ kỹ thuật ấy thì anh em làm nó sẽ không vấn đề gì cả. Nhưng mà anh em nếu mà muốn vệ sinh tại nhà thì em có thể vệ sinh ở những cái khu vực này thôi, và khu vực này thôi, trên này thì nếu mà đấy thì anh em xịt qua thôi, chứ không mà anh em không biết đấy xịt kỹ và sử dụng nước lạnh ấy thì là một số vấn đề. Sau khi mà anh em vệ sinh xong ấy, cái mô bin này anh em không xịt sạch ấy là vấn đề, anh em phải thay lại cái mô bin đó. Thì nói thật với anh em, anh những chia sẻ lại cho những anh em nào mà muốn mà vệ sinh cái khoang máy ở nhà thì anh em biết đủ kỹ thuật thì và anh em đã làm rồi thì anh em vẫn làm thoải mái thôi. Nhưng mà anh em nào chưa biết ấy, thì anh em nên tìm hiểu kỹ và làm để làm sao đảm bảo nhất là sạch sẽ mà không có cái vấn đề gì sau khi mà anh em vệ sinh khoang máy tại nhà.